Mới đây, trang tin Rappler của Philippines đã đăng bài viết ngày 20 tháng 8 phản ánh việc tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi do công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất đã khiến hàng loạt đàn heo tại một trang trại mang tên PT Indo Tirta Suaka trên đảo Pulau Bulan, Indonesia bị chết. Rappler dẫn lời một nguồn tin chưa xác thực rằng sau 6 tuần tiêm chủng, tỷ lệ heo chết tại trang trại ở đảo Pulau Bulan đã tăng chóng mặt cho đến khi tổng đàn chỉ còn lại khoảng 20%. Rappler cho biết việc tiêm vaccine của công ty AVAC Việt Nam khiến đàn heo chết, làm cho trang trại PT Indo Tirta Suaka thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Sau khi có thông tin này, ông Nguyễn Văn Điệp, tổng giám đốc công ty cổ phần AVAC Việt Nam, đã chính thức có thư gửi bà Pinky Bito Piano, giám đốc điều hành công ty KBB Powers Commodities, khẳng định cho tới thời điểm ngày 20 tháng 8, công ty AVAC Việt Nam chưa xuất khẩu bất cứ liều vaccine dịch tả heo châu Phi nào sang Indonesia. Ông Điệp cũng xác nhận với công ty KBB Powers Commodities của Philippines rằng vaccine của công ty này chưa từng được bán hoặc vận chuyển đến bất cứ trang trại nào có tên PT Indo Tirta Suaka như được nhắc đến trong bài viết trên trang Rappler. Thông tin trang trại PT Indo Tirta Suaka bị thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ do vaccine của AVAC Việt Nam là hoàn toàn không thể tin được, vì tới nay, công ty AVAC Việt Nam vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin thiệt hại nào, cũng như tố tụng liên quan đến thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ như vậy.